Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh MMT Gonzi Test. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cài kiểu gõ tua bình trần. Kiểu gõ tốc ký này cài được cho cả Unikey và EVKey. Kiểu gõ này là một sự kết hợp giữa Verni và Tiles. Link mình để trong phần mô tả. tinyurl.com/mmtgtfiles. Vào tư bình chân tải thư mục này, tải cái file này xuống. Nếu ai chưa có WinRAR thì mình cũng có thêm cái file WinRAR vào đây rồi. File WinRAR ở đây nha. Sau khi tải về, mình tải lần này dùm chỉ cách cho cài nha. Ở trong đây có cái file hướng dẫn nè, hướng dẫn sử dụng, bấm vào để chỉnh sửa lại. Mình quên chỉnh lại nội dung chép file setting EVKey tua bình trần gốc nè, vào thư mục của EVKey. Nếu như bạn nào mà theo trường phái chữ đúp á, chữ đúp là ơ, thì chép cái file này vào. Mà chép vào sau đó đổi tên thành chỉ có mỗi chữ là setting thôi nha. Giờ mình thử nha. Để mình tìm coi cái EVKey mình để thư mục nào. Mình để xa quá. Đây, file setting nè. File setting.ini bây giờ nè là đang dùng Tiles. Mình đang dùng kiểu gõ Tiles nè. Ví dụ mình để đây nha. A đúp AF là A nè. AS là A. Chữ tư bình trần là sắc quyền hỏi ngã nặng ở bên 12345. Mình đang ở chế độ Tiles và mình không có gõ được kiểu tư bình trần. Bây giờ mình sẽ thoát. Sau đó mình chép cái file tư bình trần kiểu gốc vào. Nhớ lưu cái file này lại nha. Không cần lưu, nó có trong WinRAR rồi. Mình xóa cái file setting gốc đi. Sau đó đổi tên file này thành setting.ini. Một số máy chưa có cài hiển thị cái tệp cái đuôi file thì sẽ không có chữ ini. Rồi bây giờ mở EVKey lên nha. Bây giờ gõ thử nè. Test thử A1 bàn phím nè. A2 là A, 6 là Ơ, 7 là E, 8 O, 9 A và Đúp là hai chữ này nè. Ơ nè, Đúp. Còn cái file tư bình trần kiểu chữ Đúp kia, bây giờ mình chép file nó sẵn vô rồi. Chép file vô sẵn rồi. Thì mình sẽ thay cái xóa cái file setting.ini này đi. Mình sẽ thay cái chữ EVKey tư bình trần đúp nè. Đổi tên thành setting.ini. Bây giờ mình thoát rồi vô lại nè. Khởi động lại EVKey. Rồi, bây giờ mình thử gõ đúp nha. Gõ đúp bằng gõ ư là đúp nè. Ư nè, thấy đúp đúp không? Ư nè. Rồi chữ đường đi. D D U đúp O 2 N G. Đây. Cách cài đã xong. Của EVKey đã xong, giờ chỉ còn Unikey thôi. Unikey thì ở trong cái phần hướng dẫn mình cũng có ghi nè. Chép hai file tú bình trần vào thư mục Unikey, thích kiểu nào chọn kiểu đó. Hai file tú bình trần Unikey tú bình trần nè, tú bình trần nhầm tên hoài. Cái này là hai dấu, hai cái dấu này là ư ơ, còn cái này là đúp đó thành ư ơ. Mình chép thẳng vào cái folder Unikey luôn. Software tgf Unikey ở đây chứ không có rồi.
Unikey. Đây, giờ mình tắt cái EVKey và mở Unikey nha. Unikey thì cách cài dễ hơn nhiều. Bây giờ vào phần, trước hết là vào tự định nghĩa nè. Rồi, ở phần chọn file thì nãy mình đã copy vào cái folder Unikey rồi. Chọn từ bình chân đúp bằng UE nè. Bây giờ chọn đúp bằng UE nha. Nó ghi fail vậy kìa. Ê, để xíu, không biết phải đúng cái file đó không. À, Unikey từ bình chân. Mình sẽ chọn ở dưới này, lát hồi mình update lại cái file nha. Mình up lên Google lại. Google Drive. À, hiểu rồi. Nó không cho dùng cái dây dấu không, Unikey nè. Cái phần tên file phải để bỏ cái dấu tiếng Việt đi. Ui giời ơi, Unikey chuối quá. Đây, vô được rồi nè, thấy không? Unikey không ngờ nó chuối dữ dữ trời. Cái này như nó chưa cập nhật lại chức năng á. Rồi, lưu trữ. Ở đây đúp nè, đúp là UE nha. Bấm vào lưu trữ. Rồi. Vậy gõ thử đi. Gõ thử. Con đường DD đúp O2NG xưa nè, cái con đường xưa em đi U đúp A. Đây là kiểu dùng chữ đúp. Còn đây sẽ là kiểu dùng chữ A, gọi là chữ gì ta? À, dùng hai cái dấu ngoặc. Unikey đâu rồi? Đây. Vào tự định nghĩa và vào dấu ba chấm. Chọn file. Hai dấu ngoặc này bằng UO nè. Lưu trữ đóng. Này. Thử gõ chữ thứ hai là ngày đầu tuần đi. TH lúc này nè. Ư 1 2 là ngày. DD nè, đầu là số 6 nè. 2 U 6 2. Dễ không? Cách cài dễ, khá là dễ. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian để xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Nhớ là nếu có góp ý thì để lại ý kiến ở phần comment nhé. Mình sẽ phản hồi mọi tin nhắn mà các bạn phản hồi lại các câu hỏi, và các bạn comment gì mình cũng sẽ tương tác lại hết. Tạm biệt.